Tìm thấy xác tàu Titanic Chile bí ẩn sau 95 năm mất tích dưới đáy biển. Các nhà thám hiểm mới đây đã phát hiện thấy xác tàu đắm bí ẩn Titanic Chile sau 95 năm gặp nạn, chìm xuống đáy biển. Cụ thể là vào năm 1922 thì con tàu Istasa chở hơn 400 người bất ngờ gặp nạn, chìm dưới đáy biển sau khi bất ngờ gặp một cơn bão trong chuyến hải trình giữa Mỹ và Chile. Ước tính có khoảng 374 người thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Istasa. Số người thương vong cũng mất tích đầy bí ẩn như là con tàu ở ngoài khơi bờ biển Chile. Gần 100 năm trôi qua, thì vị trí tàn tích của xác tàu Istata vẫn còn là một bài toán bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Và kể từ khi phát hiện những manh mối đầu tiên vào năm 2010, các nhà nghiên cứu đã rất nỗ lực tìm kiếm các mảnh vỡ tàn tích về con tàu được mệnh danh là Titanic Chile trong suốt 7 năm qua. Quả ngọt sau 7 năm tìm kiếm, theo đó thì mới đây các chuyên gia nghiên cứu cuối cùng cũng xác định được vị trí của con tàu bí ẩn ở gần cảng Cosquebum ở tỉnh Elqui thuộc miền Bắc Chile. Họ đã sử dụng thiết bị tự hành viết tắt là ASOV để hỗ trợ trong việc khám phá bờ biển Cosquebum. Và mấy tuần trước, thì các chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Công giáo miền Bắc Chile cho biết họ đã tìm thấy vị trí của con tàu Isata nhưng chưa thể tìm được xác tàu. Tuy nhiên, thì vài ngày sau đó, nhóm nghiên cứu đã thu hoạch ấn tượng khi thấy đống đổ nát ở dưới đáy biển với độ sâu 200m. Thiết bị dò tìm là ASOV đã chụp được hình ảnh dưới đáy biển sâu 200m và cho thấy vị trí chính xác của con tàu. Điều này khiến cho các nhà khoa học vô cùng mừng rỡ vì đây có thể là khám phá mở ra bí ẩn của con tàu Isata. Carlos Costec, một nhà làm phim và nhà sinh vật học tại UCN, đồng thời là người đứng đầu của thám nghiệm trong suốt 7 năm trời đã cho biết khám phá này có ý nghĩa to lớn và khẳng định con tàu Itata là di sản quan trọng nhất của Chile trong lịch sử. Trong thời gian tới, dựa vào công nghệ và những hình ảnh thu được từ robot dưới nước, các nhà nghiên cứu có thể xác nhận chính xác những tàn tích của con tàu Itata bí ẩn. Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện mới về xác tàu Itata có thể giúp vén bức màn bí ẩn về con tàu nổi tiếng và vụ tai nạn kinh hoàng cách đây gần 100 năm, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu về các lĩnh vực như là sinh vật biển, khảo cổ học dưới nước tàu Itata từng tham gia chiến tranh Thái Bình Dương vào năm 1891 trước khi được bán cho công ty Vaz Boresto vào năm 1922. Lúc bấy giờ thì con tàu Itata khổng lồ chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và hành khách di chuyển qua lại giữa Mỹ và Chile. Tuy nhiên, thật không may là vào ngày 28 tháng 8 năm 1922 lại là hành trình bất hạnh của con tàu Itata sau khi rời khỏi cảng Coroquimbo chỉ vài giờ con tàu Istata bất ngờ gặp bão và bị nhấn chìm xuống đáy biển. Đây là một trong những tai nạn hàng hải thảm khốc và đầy bí ẩn. Chỉ có 26 người sống sót và bơi được vào bờ trong tổng số khoảng 400 người trên tàu. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.